Dạ, cái cổ mình á, cái cổ nó dướng nha. Không ngót ra ngoài sao? Chữa rồi chưa? Chưa. Chưa. Rồi, bắt ra ngoài kia ngồi. Là chữa. Dạ, nhưng cái đó là đến ngày mai. Dạ. Dạ, cơ cổ ta không ngoài. Bắt con ngồi kia. Được lại đủ thứ. Rồi. Rồi quay lại đây thử coi có dưới nào. Hết rồi. Ra 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 đi. Bây giờ là sao rồi? Rồi biết rồi. Rồi. Chứ không phải là tại vì chị sợ không làm vậy đó, thầy làm nữa đau. Rồi, bây giờ cái còn đau gì nó nói luôn trên đây. Còn nó cái lưng. À, cái lưng hả? Lưng đau bên nào? Đây nằm sắp xuống đi. Đây mình đó. Còn đau ở đây nè. À, rồi đó nằm xuống đây. Rồi, xích ra đây. Xích ra nữa. Rồi. Rồi không cần, không cần. Thôi ngồi dậy. Rồi bây giờ xuống đứng dưới đất coi bây giờ tình hình sao, là lưng hết đau chưa? Rồi cúi xuống đứng dậy. Dạ, bữa nay chị bạn rồi đây rồi đỡ chưa, cái lưng còn không, cái lưng đẩy chứ, ngồi đây cho lưng ngồi đây kệ rồi. Ông gần gần đâu. Đây ở đây. Bỏ chân ra, không chân ra. À, đi không chân ra đóng đây. Thấy chưa? Rồi, khi nói về rồi bắt đầu muốn biết cái cơ này cho đúng á thì mình dỡ cái này lên. Đây nè, nắm thử cái này. Quay vào đây. Rồi không có nắm cái tay này. Đâu? Đây nắm đây đây rồi. Kéo lên. Kéo xuống. Thấy chưa? Rồi thấy không? Thì khi mà kéo lên xuống xong rồi mình nắm hai cái tay. Hai tay luôn. Mình bắt chặt luôn. Rồi bắt bỏ chân xuống. Rồi, co lên. Nè. Thì khi á mà bắt co lên á thì em phải đi theo cái nhịp của bác. Rồi, xuống. Rồi, đúng không? Rồi, đúng không? Rồi, làm 5 cái. 4. Tức là mà mình bóp là bật cái gân. Đúng, đúng, bật cái gân. Để cho mình làm mạnh cái gối lên. Trường mình dùng cái từ trường của cái tay mình. Nghe cái gân bật. Nghe bật cái gân. Rồi, tới cái chừng kia. Rồi chị làm thử chị đó. Rồi, một tay nắm nó lên. Đúng. Rồi. Tay nắm nó lên. Rồi một tay hạ xuống. Thấy cái bắp cơ mà nắm cho gọn tay vô. Thấy chưa? Thấy được không? Rồi lấy hai tay bấm cùng lúc. Rồi, bắt tự làm. Đó. Rồi thả.
cái tay phải nhịp nhàng theo cái đó đó, cái kia nó xẹp thì mình làm xẹp, cái kia căng cứng thì mình làm căng cứng theo cái nhịp của nó. Không đau rồi, bước chân xuống được rồi. Giờ không có quyệt, cái này không phải là quyệt. Bắt người leo đi xuống. Xuống xuống đi thử. Không có xuống cái là cho ngồi xuống như vậy. Rồi đánh ra đi. Rồi bắt ngồi xuống đi. Đó, ngồi tư thế quan rồi thôi được rồi đứng dậy rồi bạn phải giảm cân tiếp tục. Bây giờ cái lưng đỡ đau chưa? Thường thường á nó không có đau, nhưng mà ngồi thì chút xíu thôi nghe nó đau, đi nó cũng đau. Nên ra là nằm không đau thôi. Vậy thành ra là cái này là không đau lắm, nhưng muốn chữa cho nó đừng có bị cái đấy gì. Ngồi lâu nó đau lắm. Yeah. Nhưng mà thôi đừng ngồi lâu, có gì báo lại. Nghe mà thầy giảng một tiếng một hồi thì nó đau. Phải kiếm chỗ gì. Không, nhưng mà nãy giờ làm việc có đỡ không? Bớt hai đó. À, rồi còn cái cổ thì về xoay lại coi. Có ổn chưa? Chưa khó đó. Rồi. Quay lại, quay quần chút xíu. Rồi quay lại rồi xong rồi ok. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.